Thưa quý vị, thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng với Phần Lan. Đây là nội dung chính được đề cập khi Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam, Kezo Novanto, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Vui mừng chào đón ngài đại sứ đến Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã giới thiệu khái quát về Đà Nẵng và những thế mạnh ưu tiên thu hút đầu tư, nhất là những lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, công nghệ thông tin. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cảm ơn phía Phần Lan đã hỗ trợ Đà Nẵng trong đảm bảo an sinh xã hội, phát triển giáo dục, giao lưu văn hóa, mong muốn ngài đại sứ làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Phần Lan, cũng như giới thiệu quảng bá về Đà Nẵng để người dân và doanh nghiệp Phần Lan đến với thành phố. Đà Nẵng cam kết hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Đại sứ Kezo Novanto cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố và ấn tượng về vẻ đẹp cũng như sự năng động phát triển của Đà Nẵng. Ngài đại sứ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Phần Lan đến nay qua 50 năm có nhiều phát triển và cho rằng giữa Đà Nẵng với Phần Lan có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về công nghệ thông tin, phát triển xanh, giáo dục. Ngài đại sứ cam kết sẽ là cầu nối để thúc đẩy hợp tác, qua đó tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.